Thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua Đảng bộ phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ đã tổ chức tọa đàm gặp gỡ đảng viên trẻ. Đảng viên là bộ đội xuất ngũ, đảng viên làm việc tại các công ty xí nghiệp. Tọa đàm nhằm lắng nghe và chia sẻ, giải đáp những khó khăn vướng mắc của các đồng chí đảng viên trẻ, đảng viên là bộ đội xuất ngũ và đảng viên hiện đang làm việc tại các công ty xí nghiệp. Qua đó giúp đảng ủy, chính quyền có những định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên trẻ, góp phần xây dựng đảng vững mạnh. Khó khăn hiện tại là thời gian tham gia sinh hoạt và tham gia các hoạt động của phường bị hạn hẹp lại. Vì em là bây giờ là nguồn lao động chính của gia đình. Nếu mà về tham gia sinh hoạt thì ở ngoài công ty người ta lại chắc phải. Nếu mà không về tham gia sinh hoạt ở phường thì cuối năm thì đảng viên không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng ta cũng phải xem lại hình thức học nghị quyết, học tập chuyên đề, vân vân. Những cái nào có thể sắp xếp học online được thì hãy chọn online để tạo điều kiện cho những đảng viên làm cơ quan xí nghiệp tự do, nghề tự do hoàn thành nhiệm vụ mà chúng ta vẫn có thể giám sát được các đồng chí. Buổi tọa đàm diễn ra với tinh thần sôi nổi, cởi mở, nghiêm túc. Những chia sẻ của 120 đảng viên tham dự tọa đàm tập trung vào vấn đề nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới hình thức sinh hoạt phù hợp trong điều kiện người trẻ phải mưu sinh kinh tế, quan tâm định hướng nghề nghiệp cho đảng viên là bộ đội xuất ngũ, duy trì đối thoại và truyền lửa lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho đảng viên trẻ. Mình cũng gần như là lao động chính trong nhà. Thì mục đích thì xây dựng kinh tế nên thành ra cũng rất là khó khăn trong việc sinh hoạt chi bộ. Theo quan điểm của tôi thì thành lập một cái chi bộ nào đó dành riêng cho những đảng viên trẻ sinh hoạt tại làm việc tại các cơ quan xí nghiệp. Nắm bắt tư tưởng quân dân á, sức ngủ á, là phải báo cáo kịp thời, ví dụ như ai chưa học hay là học cái gì á, là phải nắm bắt rõ để mình sâu sát quân nhân hơn. Các quân nhân sức ngủ á, thì nên là một năm chúng ta giao ban một lần cũng được, mời tất cả quân nhân giấc ngủ. Thì cái đó là để mình tạo tinh thần đoàn kết các quân nhân giấc ngủ, có thể tạo nguồn cho bên phường Hắc Dịch mình vững mạnh hơn nữa. Đảng bộ phường Hắc Dịch hiện có hơn 14 chi bộ trực thuộc, 306 đảng viên. Trong đó, đảng viên trẻ, đảng viên là bộ đội xuất ngũ, làm việc tại các công ty xí nghiệp chiếm khoảng 40%. Thực tế, công tác sinh hoạt chi bộ và tham gia nhiều hoạt động khác tại địa phương của đội ngũ này gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, việc đảng ủy phường tổ chức tọa đàm gặp gỡ, đối thoại và giải đáp trực tiếp có ý nghĩa hết sức thiết thực. Đối với những khó khăn trong thẩm quyền, địa phương ghi nhận và có giải pháp giải quyết cụ thể. Còn những vấn đề vượt thẩm quyền, địa phương sẽ kiến nghị tổ chức đảng cấp trên để xem xét, có câu trả lời phù hợp đến từng đảng viên. Đây là một cái hoạt động vô cùng thiết thực và ý nghĩa, đặc biệt là đối với những cái đồng chí đảng viên trẻ. Qua cái buổi tọa đàm ngày hôm nay thì các đồng chí đảng viên trẻ có thêm cái động lực và có thêm một cái niềm tin vào đảng. Đó. Và đây cũng là một trong những cái hình thức để mà thúc đẩy cái sự tham gia của các đồng chí đảng viên trẻ vào sinh hoạt tại các cái chi bộ ở địa phương. Những tâm tư tình cảm và những hiến kế được đảng viên chia sẻ tại tọa đàm sẽ là cơ sở để đảng ủy chính quyền một mặt là tự soi tự sửa, mặt khác cũng sẽ đề ra những giải pháp thiết thực trong lãnh đạo, quản lý và điều hành. Nắm bắt được cái tâm tư tình cảm của các đồng chí đảng viên, đây là những đội ngũ đảng viên rất trẻ và họ có rất là nhiều trình độ và năng lực công tác rất tốt. Họ phát huy được cái ưu điểm về sức trẻ và tri thức của mình. Qua hội nghị lần này thì nhiều ý kiến đề xuất là nên tổ chức nhiều cái hội nghị tọa đàm như thế này để lắng nghe những cái tâm tư tình cảm của đảng viên và quần chúng nhân dân, thì chúng tôi ghi nhận những ý kiến đó để tổ chức các cái hội nghị tọa đàm sắp tới, nhằm mục đích để chúng tôi lắng nghe, tạo sự gần gũi giữa đảng viên và tổ chức đảng, nhằm phát huy được cái tinh thần tập thể và sự đoàn kết của đảng. Tọa đàm gặp gỡ đảng viên trẻ, đảng viên là bộ đội xuất ngũ, đảng viên làm việc tại các công ty xí nghiệp ở phường Hắc Dịch
được tổ chức trong bối cảnh tư tưởng và nhiệt huyết chính trị của nhiều đảng viên trẻ ở cơ sở dần bị phai nhạt bởi áp lực của khó khăn chung về kinh tế xã hội. Việc trực tiếp chia sẻ, nắm bắt tâm tư tình cảm sẽ giúp đảng ủy, chính quyền kịp thời động viên, khích lệ tinh thần, ý chí của đảng viên trẻ, từ đó khơi thông được nội lực và nhiệt huyết cống hiến cho đảng, cho địa phương. Đây là tọa đàm đối thoại với đảng viên đầu tiên được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Chính vì thế, được đảng ủy cấp trên đánh giá cao và chỉ đạo các cơ sở đảng học tập nhân rộng. Sau cái buổi này, thì cũng sẽ có báo cáo lại với lại thường trực để trong thường trực sẽ có những cái ghi nhận và rút kinh nghiệm, và chúng tôi sẽ tiếp tục là tổ chức một số các buổi đối thoại tọa đàm tiếp tục với lại các tại các đảng bộ khác để chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận và để nắm bắt được tình hình thực tế và tâm tư tình cảm nguyện vọng của những đảng viên trẻ để chúng ta tiếp tục hoàn thiện và thực hiện những cái nhiệm vụ mà chúng ta đã đề ra. Nhằm giúp đảng viên nắm vững, hiểu sâu về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đảng ủy phường Hát Dịch đã tặng các đảng viên tham dự tọa đàm tài liệu chuyên đề Đảng ta thật là vĩ đại.